Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một clip về trang điểm mắt với bảng mắt Clio Simply Pink màu hồng. Các bạn cùng theo dõi clip của mình nhé. Đây là bảng mắt mà mình sử dụng. Đó, bảng mắt Clio màu hồng. Vậy thì với phần mắt mình sẽ sử dụng đây. Đầu tiên thì mình sẽ đánh toàn bộ mắt, phần mắt này vào màu trắng rồi nhé. Đó, đầu tiên mình sẽ dùng màu này. Sau đó thì mình sẽ dùng tông này đó, để tiếp tục đè lên phần bầu mắt trên. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu này cho phần đầu mắt. Đó. Đối với phần đuôi mắt thì mình sẽ dùng màu này. Các bạn nhớ là phải tán đều lên nhé. Mình sẽ làm tương tự phần mắt dưới, mắt bên dưới này, giống như ở bên trên. Đó, với phần mắt dưới mình cũng sẽ dùng hết như phía bên bầu mắt trên. Phần mắt dưới mình cũng làm hệt như các bước như ở mắt bên trên, ở mắt bên trên. Phần này mình sẽ dùng phần đầu mắt này. Các bạn nhớ là phải tán đều lên nha. Phần này sẽ cũng sẽ là phần đuôi mắt này. Phần đuôi mắt này.
mình sẽ dùng màu này để đánh ở giữa mắt. Đó. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu này để đánh phần đầu miệng, đầu mắt dưới. Đó, màu này nha. Theo là mình sẽ kẻ đuôi mắt. Đó. Để kẻ đuôi mắt thì dễ dàng hơn thì mình sẽ kẹp mi lên một chút. Đó, mình sẽ kẹp mi lên một chút. Cái đã. Mình sẽ dùng luôn cái phần màu nâu đậm nhất ở bảng mắt để kẻ mắt luôn. Vậy là mình đã trang điểm mắt xong. Các bạn có thể quan sát các bước rất là đơn giản thôi thì mình đã có một đôi mắt xinh xắn. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Bye bye.